thành quả của việc canh heo mà ngủ quên nè các bạn. Đó, buổi tối hôm nay thì mình có một con heo tiếp tục nó đẻ nữa nè các bạn. Mình quay cho các bạn xem nè. Hồi chiều giờ nó cắn ổ quá trời luôn mà nó chưa có đẻ nữa các bạn. Mình thấy nó ra dịch như thế này nè các bạn, mà không biết là cái này là dịch viêm hay là dịch gì nữa, mà nó chưa thấy chưa dở nước ối. Nhưng mà bầu sữa nó có nhiều rồi. Đây mình quay cho các bạn xem nè, cái bụng nó đổi nè. Đó, mà sữa của nó mình nặng xịt xịt luôn, các bạn thấy đốm trắng trắng á là nặng sữa đó. Cái bầu sữa của nó có bầu nhiều lắm. Rồi để con này mình đưa tay vô mình can thiệp thử coi là nó con nó có ra tới xương chậu hay chưa nha các bạn. Hồi chiều giờ nó cắn ổ nó khó chịu lắm, nhưng mà mình chưa có thấy phân su. Mình cho các bạn xem mà tới công chuyện của mình à, thành quả của việc canh heo mà ngủ quên nè các bạn. Đó, các bạn có thấy là dây gúng của nó không các bạn? Đó, dây gúng lồng thòng hết trơn nè. Đó, bây giờ mình đếm cho các bạn xem là được bao nhiêu con nha. Đó, ở trên kia một con các bạn, đó một nha, hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 con. Đó các bạn thấy chưa? Thành quả của việc canh heo ngủ quên được 10 con các bạn. Mà nó chưa ra nhau là không biết còn con nào nữa hay không. Để mình coi dưới sàn coi là con nào nhỏ nó lọt xuống dưới hay không nha. Hồi lúc 1 giờ 10 các bạn là mình thức, mình coi camera là heo chưa đẻ, chưa có vấn đề gì hết trơn á. Rồi hơn 3 giờ mình thích chị mình coi camera. Trời ơi, mình thấy một đàn bò lổng ngổn. Cái đầu mình vội vàng mình chạy ra để mình thắp thêm cái đèn ống cho nó các bạn. Nó cái ô này chưa có đèn ống nào chứ. Nó ở bên đây á thì ở bên đây á thì cái đèn ống này là của cái bầy bên đây rồi. Rồi. Cái bầy này thì chưa có đèn ống, cái ô này chưa có đèn ống chưa gì hết trơn á. Đây, bên đây thì của bên đây luôn. Đó. Bây giờ mình thắp đèn ống cho nó. Con heo này là tự đẻ nha các bạn. Con heo này là con gạ. Lứa mấy thì mình không có nhớ, nhưng mà đa số mà những con mà mình không có ghi á là những con heo mà nó đẻ tốt là 14, 15 không à. Rồi con này là nó đẻ 10 con. Bụng nó thì mình thấy nó cũng hơi nhỏ, 10 con mà không biết là nó đẻ xong hay chưa. Chưa ra nhau các bạn. Đó, mình quay cho các bạn xem nè. Chưa có nhau, chưa gớt gì hết trơn á. Dưới sàn nè, chưa có gớt nhau chưa gì chân nha. Rồi bây giờ để mình thắp đèn ống cho nó đi. Những con mà còn gúng nhiều dài nè là mình cắt bỏ để thôi, nó đi dướng díu lắm các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy không, dây gúng còn lồng thòng như con này nè, nó đứt một khúc rồi nó còn lồng thòng nè. Nè mấy con bên đây là dài quá trời luôn. Tính ra là mấy con này nó cũng hay các bạn, đẻ xong là nó nhào vô mẹ nó bú, nó rất là khỏe mạnh bình thường nha. Đó, mấy con này nó hay lắm. Đẻ xong là bắt đầu là nó tìm vú nó bú, là nó khỏe mạnh bình thường, tròn vo à. Nó bầy này nó đẻ nhỏ con các bạn, không có bự con đâu, vừa tương đối thôi. Đó, mấy bầy bên đây á. Đây. Bầy bên đây lần trước nữa các bạn. Bầy bên đây là mấy ngày trước nè. Bầy bên đây là đẻ 12 con nè. Mà đẻ xong á, bầy này con heo mẹ nó đẻ xong á là nó đứng hoài à, con nó không bú được nhiều. Rồi bắt đầu nó có hai con nhỏ nó yếu các bạn. Bây giờ thì nó chỉ còn có 10 con thôi. Đó. Bầy này là tối hôm nay nó là tối ngày thứ hai rồi nè. Rồi quay trở lại bài này thì mình cắt gúng cho nó bớt với mình thắp đèn ấm cho nó nha. Rồi một tí nữa có gì thì mình quay thêm cho các bạn xem. Đó, thành quả của việc canh heo mà ngủ quên đó các bạn. Để mình cho các bạn xem nè, cái camera mà lúc 3 giờ mấy mình chưa có ga, heo nó tự đẻ nè. Đây là hình ảnh mình nhìn từ camera nè các bạn. Lúc 3 giờ 30 là mình thức, mình coi camera. Bắt đầu mình quan sát hết chuồng của mình, coi là cái chuồng của mình nó heo nó như thế nào nha. Nó các bạn nhìn trên màn hình đi.
là ngày 11 tháng 8 năm 2023 lúc 3:30 nè các bạn. Đó, nó có hiển thị thời gian trên camera luôn nha. Đó, ở dưới đây á là mình đếm xem mình thấy có 8 con à. Mình ra là mình đếm lại là thấy 10 con rồi các bạn. Rồi, tiếp tục quay trở lại với con nái của mình nha các bạn. Để xem coi là nó đẻ xong hay chưa nha. Nhưng mà mình đoán là nó chưa có đẻ. Mình đoán là nó chưa có đẻ xong đó các bạn. Là bây giờ nó mới có 10 con thôi, nhưng mà mình thấy bụng nó vẫn còn đội nè. Thì các bạn cùng đón xem hết clip đi, là xem cái con này nó đẻ còn được bao nhiêu con nữa nha. Đó, bây giờ mình cắt cúng xong rồi nè các bạn, cắt cho nó ngắn lại. Rồi con heo mẹ nó cũng nằm chở bề rồi nè. Đó, mình giờ cái đèn ống này qua cho nó luôn. Một tí nữa mình giờ cái đèn ống này xích qua đây cho nó luôn. Đó, hiện tại là 10 con bú nha. Nái này á, là lứa nào nó cũng đẻ tốt hết trơn á. Có lứa này á, thì bụng nó hơi nhỏ xíu, nhưng mà nó chưa có sinh sản xong. Rồi để một tí nữa thì nó sinh sản xong á, coi trong lứa này á thì nó đẻ được bao nhiêu con nha. Nó lứa này nó cũng cũng cỡ lứa 4 rồi đó các bạn. Đây 10 con bú nè. Chưa ra nhau, chưa gì hết các bạn, nhưng mà mình thấy bụng nó vẫn còn đội nha. Rồi một tí nữa có tình hình gì mới á thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Đó, bữa nay ngủ quên, khỏe luôn, heo tự đẻ đỡ canh luôn các bạn. Đây nè các bạn ơi, nó mới đẻ ra một con, nó bị ngộp rồi các bạn ơi. Đó, cái con này nó có cái đốm bông ở sau đít nè, nó bị ngộp rồi. Không biết làm sao mà kéo ra cái là dây rúng ở trong nó quấn cái rúng lại luôn rồi. Chắc nó thở không được, nó bị quấn rúng á, cái rúng nó bị thắt rút lại các bạn. Đó, bắt đầu mình quay qua đây, mình quay cho các bạn xem nè nha. Đó là một con đó, nó ngộp nha. Đếm coi bên đây có phải là còn 10 con hay không nha. Một nè, hai nè, ba nè, bốn nè, năm, sáu, con dưới này là bảy nè, con này là tám nè, con này là chín nè, con này là 10 đó. Đó, hiện tại là 10 con. Đó, con bên đây là ngọt rồi các bạn, mới đẻ ra luôn đó. Mình dự định là chích oxytocin cho nó để cho nó đẩy ra, chưa kịp chích nữa thì nó đẻ ra là ngọt rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ can thiệp coi là nó còn con nào nữa hay không nha các bạn. Tại vì cái con này nó kẹt, nó ngộp rồi, thì nếu mà còn heo á thì chắc cú là những con kế tiếp nó ra cũng sắp tới rồi. Thì bây giờ mình kiểm tra cho chắc để mình đảm bảo cái đàn heo của mình nha. Mình mới vừa kiểm tra xong á các bạn, thì là con nó chưa có xuống nha. Mình thấy cái bụng nó xẹp rồi, có thể là chắc hết con các bạn. Đây nè, ngay chân chỗ cái hót chỗ này nè. Chỗ này nó hót xuống rồi, mình nghĩ là chắc nó hết con rồi. Đó, bây giờ thì mình sẽ tiêm 3C oxytocin cho nó. Để một tí nữa khoảng chừng 50 phút thì oxytocin tác dụng coi coi còn con hay không, nếu còn thì nó sẽ đẩy xuống nha. Nó heo thì mình hiện tại là đẻ được 11 con, ngộp một con là còn 10 con nha các bạn. Xong luôn rồi các bạn ơi. Mình vừa chích oxytocin xong nè, rồi là nhau nó đẩy ra luôn rồi, là khả năng con heo của mình là nó không còn heo con nữa các bạn. Nó nhau nó rớt ra kìa. Đó, hiện tại là chắc heo bầy này chắc đó. Rồi bầy này thì chắc có thể là đẻ được 11 con thôi các bạn. Đó, ra nhau rồi, mình nghĩ là chắc hết con luôn rồi, bụng xẹp luôn rồi. Heo này là lứa nào đẻ cũng tốt hết nha các bạn. Có lứa này là được 11 con thôi. Rồi nó ra nhau rồi, đợi một tí nữa đi. Rồi khoảng chừng nửa tiếng nữa đi. Rồi bắt đầu mình sẽ quay lại sơ tổng đàn một lần nữa cho các bạn xem, là xác định là con này nó đẻ xong hay chưa nha. Đó,
Rồi heo mình tiếp tục ra chùm nhau thứ hai nè các bạn. Đó, đây là chùm nhau thứ hai nha. Để mình kéo cái chùm nhau này ra tiếp đi. Mình nghĩ là chắc hết rồi các bạn. Rồi bây giờ thì nó ra nhau lần này nữa thì chắc là hết rồi các bạn. Là heo này là chỉ lứa này là chỉ đạt được có 11 con thôi nha. Đó. Nó bú xong rồi, nó đứng nó ngủ luôn các bạn. Nó bú no rồi nó đứng ngủ luôn á. À, mấy đàn này hồi lúc nãy nè các bạn. Hồi nãy nó thức, bây giờ là nó ngủ khì hết trơn, nằm ngủ khì nè. Ăn bụng trong nóc nóc và nằm ngủ hết trơn rồi. Đó, giỡn nè. Bầy này mình chưa cắt đuôi nữa. Ngày mai mình gom mình cắt 3 đàn một lượt luôn. Rồi các bạn thấy kênh của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi clip mình trong thời gian qua nha. Đây mình quay cho các bạn xem nè, heo của mình đẻ xong các bạn. Tổng cộng là chỉ có 11 con, hao một con là còn 10 con nha. Đây mình điểm heo lại cho các bạn nè. 1 2 nè. 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó, 10 con các bạn. Đó, dưới đó nó 5 con nha. Tổng cộng là heo của mình được 10 con. Đó, mấy bầy bên đây thì mình tách bầy hết trơn rồi. Mình đợi ô trống để mình đưa xuống thôi. Đây, đây là mấy bầy heo mình tách nè nha. Một số bầy thì có khách đặt rồi nha các bạn. Đó, bầy này sáng nó mới đẻ ăn con nè các bạn. 8 giờ mấy là đẻ ăn con. Sáng nằm bú không thấy gì chứ. Mình đi vô nhà mình ăn gói mì khoảng chừng nửa tiếng thôi. Ra thấy là nó nằm nó ngã ngang là đè ăn con. Lựa con bự đè không? Đè đa số đè con bự. Tại mấy con bự nó ham bú, nó nhụi nhụi vô, mẹ nó ngã ngang là dính rồi các bạn. Rồi khi nào mà có tình hình gì mới á thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Giờ nó bú xong nó ngủ rồi. Đó, con mẹ này nó cũng mới đứng dậy nó ăn xong đó. Nó ăn khoảng 1 kg luôn á.